Xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với lại cơ thượng đế đang hoàn thiện chiếc đài Sanyo có model M9100K để phục vụ một người thượng đế có cái bụng tốt ở tỉnh Bình Dương. Sanyo M9100K như mới. Chữ của nó còn vàng như thế này. Một triệu 280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Cho nó ăn điện để xem radio nó có nét không. Nếu nó mà không nét thì lại chuyển trạng thái sang fan đình đáp. Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ về cháy nổ tại khu vực dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh trên toàn quốc thời gian gần đây, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Yên đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, phối hợp với công an các huyện, thành phố Tuy Hòa tiến hành nhiều đợt thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Thượng tá Đào Thế Hải, phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Yên cho biết thêm. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay là 100% là không có cái trường hợp. Tất cả những trường hợp đó được tháo dỡ, tạo lối. 7 giờ. L'après-midi. Từ 13 giờ. Là hôm nay nghe nói với nhau. Là không quen đúng không? Không quen. Nhưng mà liên quan tới loại hóa. Tôi này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng. Thành ra gợi ý cho mọi người là mọi người sẽ biết được ngay đáp án liền luôn. Có thể là câu hỏi nói về một cái loài hoa đặc trưng. Ca nhạc thì không để đâu rồi. Đang lóng lánh tại một ngân hàng buổi sáng từ 9 giờ tới trưa và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Buổi tối cô học tiếng Việt. Cô ăn trưa vào lúc 12 giờ 30 và buổi tối vào lúc